chớ nên ghi nhớ, chớ duyên theo niệm tưởng, vì vậy mà tâm được tự tại. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài Bá Trượng nói quý vị hiểu chưa? Hầu hết thì quý vị thấy rằng cái sự trói buộc của mình trên cõi thế gian này chẳng qua là tài sắc danh lợi. Mà quý vị buông được những điều này thì không ai trói buộc quý vị hết. Vì vậy khi mà Đạo Tín Đại Sư ngài đến ngài cầu đạo với Tăng Sáng Đại Sư, ngài hỏi ngài Tăng Sáng rằng khi mà Tăng Sáng gặp Đạo Tín thì Tăng Sáng mới hỏi ngài Đạo Tín, vậy chứ con đến đây gặp ta để con cầu cái gì? Thì Đạo Tín thưa rằng, kính bạch Đại Sư, con đến gặp ngài để cầu sự giải thoát. Thì Tăng Sáng đáp có một câu thôi, vậy chứ ai trói buộc con mà con cầu giải thoát? Ngài Đạo Tín ngài dòm tới dòm lui, ngài môi hết trong tâm tư của ngài ra thì thấy không có gì trói buộc hết. Thì ngài mới lắc đầu ngài nói, dạ kính bạch ngài, không ai trói buộc con. Bây giờ thì ngài Tăng Sáng nói rằng, nếu mà không ai có trói buộc con thì con cầu pháp giải thoát để làm gì? Nghe qua cái điều này thì Đạo Tín đại ngộ ngay lập tức. Người xưa tu quý vị thấy dễ không? Quá dễ ha. Cái chỗ này là cái chỗ mà người tu ngày xưa thường nội chiếu ở bản tâm, do đó đạt nhận được cái bổn lai diện mục rất là nhanh. Qua một cái sự khai thị của một cái bậc thiền giả mà đã có sự tu chứng rồi đó, thì cái sự mà khai ngộ đạo nó đi rất là nhanh. Các ông nên nhớ rằng đất tâm nếu không, mặt trời trí huệ tự chiếu sáng. Đất tâm nếu không, có nghĩa là tâm quý vị thường ngày bị những cái ngũ dục nó lôi kéo, bị cái tham sân si nó lôi kéo, bị thất tình lục dục nó lôi kéo, bị những cái tự mãn, những cái mà cao ngạo, những cái mà mê đắm cõi trần nó kéo quý vị. Do đó ở đây thiền sư dạy đất tâm nếu không, nếu mà tâm quý vị không có những cái điều này thì mặt trời trí huệ tự chiếu sáng. Do đó ngày hôm nay quý vị thấy những vị thiền sư người ta tu, khi những vị đã xuất gia, người ta bỏ tất cả những cái việc trần cảnh bên ngoài, một lòng quay vào bên trong nội quán. Do đó có nhiều vị tu trong vòng một vài năm là đã thấu được cái bổn tâm. Như quý vị thấy rằng Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, ngài là một cái vị mà tiều phu, không có học về chữ nghĩa, nhưng mà vào trong cái đạo tràng của ngài Hoàng Nhẫn Đại sư, trong vòng chỉ có 8 tháng thôi, ngài trực nhận được ngay chỗ Minh Tâm Kiến Tánh. Trong lúc thượng tọa Thần Tú Đại sư ở bên cạnh tổ, làm một vị giáo thọ ở gần tổ gần 25 năm, mà rồi cũng không có hiểu được cái bổn tánh đó. Do đó ở chỗ này là quý vị đừng có bị vướng mắc. Đất tâm nếu không thì mặt trời trí huệ tự chiếu sáng, giống như mây tan thì trăng hiện. Quý vị thấy rằng cái dần trăng sở dĩ mà quý vị không thấy nó là tại vì có những đám mây đen nó che. Rồi khi mà nó che mình không thấy trăng thì mình nói tại sao trời tối quá. Nhưng mà thật sự ra nếu mà đám mây này nó tan đi thì cái tâm quan của mình nó phát hiện ngay lập tức, ánh trăng của mình nó hiện tiền ngay lập tức. Tất cả các vị đối với ngũ dục của thế gian, bát phong, không bị thấy nghe hay biết ràng buộc, không bị cảnh trần làm mê hoặc, thì tự nhiên thần thông diệu dụng hiển bài, người ấy đạt được sự giải thoát. A Di Đà Phật. Qua cái sự thượng đường mà dạy đạo của Bá Trượng Thiền Sư, quý vị thấy rõ ràng ha, cái tự tánh thần thông tự tại nó đã có trong mỗi người hết rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sở dĩ nó không hiện bài được là tại vì mình bị cái cảnh trần nó mê hoặc, nó cuốn lôi, nó làm cho tâm ý của mình ngày nào cũng bị triền miên nằm ở trong cái chỗ cuốn lôi đó mà không ra được. Nếu mình ra được thì tâm mình tự nhiên thần thông diệu dụng đầy đủ. Lục thông nó không phải ở bên ngoài. Quý vị nghe Đức Phật thường nói tam minh lục thông. Tam minh lục thông này nó không có ở bên ngoài, mà nó ở thật sự trong tâm của quý vị. Nó ở đầy đủ trong cái chân thân của quý vị. Khi mà quý vị đã thật sự thanh tịnh rồi, cái bản tâm nó hiển lộ rồi, thì tự nhiên thần thông nó phát hiện ngay lập tức. Quý vị khỏi cầu, quý vị cũng có. Các vị đối với các pháp thiện ác, phải quấy, đều không dùng. Không mến một pháp, cũng không bỏ một pháp,
ấy là gọi đại thừa. Quý vị thấy vị tăng hỏi thế nào đại thừa đốn ngộ, thì ở chỗ này bát trưởng thiền sư giảng cái đại thừa, có nghĩa là đối với tất cả pháp thiện ác phải quấy đều không nên dùng, không mến một pháp cũng không bỏ một pháp. Quý vị thấy không, thường thường á thì con người của mình nó hơi thiên lệch, cái gì mình ưa thích á thì mình mến ưa lắm, mà hễ mình mến ưa thì mình sanh ra cái tánh sao, cái tánh phải ôm giữ lại, mà hễ ôm giữ lại thì mình đồ làm đủ mọi cái hành động để mình giữ gìn nó, mà hễ mà làm đủ mọi hành động giữ gìn nó thì mình tạo ác mình cũng dám làm. Do đó một pháp mình đã trìu mến nó rồi thì mình sanh ra tất cả những dạng pháp ác khác. Mà ngược lại nếu mà mình không ưa thích nó thì mình dễ dàng mình bỏ nó. Tuy nhiên trên con đường tu học mình phải học những cái pháp thiện. Nếu mình là cái người chưa hoàn thiện, mình phải học những pháp thiện. Nếu mình là cái người đã hoàn thiện rồi, mình phải học những cái pháp chân như. Nếu mình đã con người thật sự chân như rồi, thì mình phải học cái pháp đạt đến sự cứu cánh và giải thoát. Đó là những cái pháp mà không bỏ. Như vậy thì mình mới xứng đáng gọi là đại thừa A Di Đà Phật. Chứ không phải là đại thừa là thuộc về Nam truyền hay là Bắc truyền. Ở đây là tổ sư dạy theo cái bản tâm của quý vị. Bản tâm nó có tiểu, nó có đại. Chứ còn cái hình dáng bên ngoài chỉ là một cái hình thức thôi. Trong công việc làm hàng ngày, mặc dầu thiền sư đã lớn tuổi, nhưng mà làm việc vẫn dẫn đầu tứ chúng. Quý vị nên nhớ rằng á, bây giờ có những bậc cao đức, khi mà thấy rằng mình tu lâu năm có đệ tử rồi đó, làm những cái việc gì đó đều giao cho đệ tử hết à. Thì mình chỉ ngồi mình chỉ ra lệnh làm này làm kia, chứ mình ít bao giờ chịu nhúng tay lắm. Nhưng mà ngược lại những cái bậc thiền sư đó họ lại khác. Những cái gì mà khó làm đó, họ thấy đệ tử họ mà rớ vô làm được đó, là họ đưa cái vai họ vào gánh vác ngay lập tức, họ làm ngay lập tức. Bởi vì quý vị đừng có ngạc nhiên khi thấy một cái vị tổ mà mỗi ngày phải ra đồng phải cởi trâu. Quý vị đừng ngạc nhiên khi thấy một vị tổ mỗi ngày phải ra đồng để gieo lúa mạ, để trồng có những cây lúa đi cắt như tăng ăn. Ở bên thiền sư nó không giống như những cái vị tu sĩ khác. Thiền sư hầu hết là tự lực. Bởi vì tại sao? Là tại vì quý vị thử tưởng tượng một cái đạo tràng của bậc thiền sư ngày xưa. Trong đại chúng tất cả là 700 người, 1.000 người như đạo tràng của Ngài Linh Hụ Thiền Sư, 1.500 người. Của dòng Pháp Nhãn Thiền Sư, 1.500 người. Bây giờ 1.500 người như vậy thì quý vị nghĩ thử coi thí chủ nào có thể mà cúng dường cho các chư tăng 1.500 vị mà đồ thực cho đầy đủ đây. Do đó các vị thiền sư ngày xưa đều phải qua những cái thời công phu buổi sáng, thiền tập buổi sáng, đều phải ra đồng làm việc. Do đó quý vị thấy tôi không ngạc nhiên khi thấy mà ngài ngài Ngưỡng Sơn phải cởi cha trâu, rồi ngài Linh Hụ phải gieo lúa mạ, những điều đó không có gì ngạc nhiên hết. Do nhờ họ làm những cái công tác dẫn đầu như vậy, trước hết đó, là cái bản tâm của họ lần lần cái bản ngã nó mất đi. Hai nữa là họ dẫn cho đại chúng thấy được cái sự kiên trì của đường tu của họ, thấy được cái sự mà kêu là cố gắng của những cái bậc mà thượng đức, chứ không phải là bậc thượng đức rồi mình ngồi đó mình chỉ mọi người làm. Quý vị đến cái chỗ thiền tông đó, nó lạ lắm, các vị đại sư phải cầm chổi để quét từ cái chiếc lá rơi, chứ không phải là để cho những chú tiểu sa di quét đâu. Những vị đại sư phải quét những cái lá rơi, những vị đại sư phải dùng những cái cuốc xẻng để mà đào đất để mà trồng những cái cây. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng từ cái sự đào đất, từ cái sự trồng cây, từ từ cái sự mà quét từ cái chiếc lá, đây đều là những phương pháp tu hết, những cái phương pháp mà tự những vị đó hạ mình xuống để hòa đồng với tất cả mọi chúng sinh. Người tu càng cao càng hòa đồng với chúng sinh, người tu mà càng cao mà càng thấy mình cao thì tu đã sai rồi. Bởi vì tu là vốn là trừ bỏ đi cái bản ngã, mà bản ngã mà không trừ bỏ thì quý vị tu nó đi đến cái chỗ là sai lầm. Mà khi người tu trừ bỏ được bản ngã thì họ hòa đồng với tất cả mọi chúng sinh, chỗ nào họ cũng hòa được hết. Họ là những cái dòng nước, họ có thể hòa đủ tất cả mọi chất, không bị ngăn ngại.
Một hôm, chúng tăng thấy ngài đã lớn tuổi, nên tìm cách giấu những cái dụng cụ không cho thiền sư làm. Thiền sư tìm mãi không được mới bảo rằng: "Các vị chư tôn đức à, tôi không có đức hạnh, đâu dám làm nhọc đến các người." Do đó ngày hôm ấy thiền sư nhịn ăn. Quý vị thấy đây là một cái vị mà trưởng lão ở trong cái dòng thiền tông, mà ngài chủ trương là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Có nghĩa là một cái vị tăng sĩ mà không làm thì không ăn. Do đó khi mà ngài lớn tuổi rồi, trên 80 mấy tuổi rồi, thì ngài vẫn cầm cuốc để ngài làm những cái việc ở trong chùa, hay là ngài cầm cầm cuốc để ngài trồng những cái bụi rau. Thì các tăng chúng thấy bá trượng vừa là sư phụ của mình mà vừa là bậc trưởng thượng nữa, thành ra tìm cách giấu cuốc đi để cho ngài không làm. Nhưng mà hãy giấu cuốc rồi đó, thì ngày đó ngài không làm, thì ngày đó ngài nhịn ăn, ngài không ăn nữa. Vì vậy mà thiền sư Bá Trượng là người đầu tiên để mà khai ra cái phương pháp là cái bá trượng thanh quy. Cái bá trượng thanh quy là những cái điều mà những vị tăng sĩ ở trong thiền tông phải làm để trong tương lai, nếu thầy có đầy đủ thời giờ, thầy trình bày cái thanh quy của ngài Bá Trượng để cho quý vị thấy những gì mà người tu sĩ phải làm trong cái đạo tràng. Thiền sư đã soạn cái bộ bá trượng thanh quy để mà làm gương cho đại chúng. Vào đời Đường niên hiệu Nguyên Hòa, năm thứ 9, 814, ngày 17 tháng Giêng, thì thiền sư ngồi kiết già, quy tịch thọ 95 tuổi. Vua Đường phong tặng là Đại Trí Thiền Sư, tháp của ngài hiệu là Đại Bảo Thắng Luân. Vì vậy thì quý vị thấy từ cái ngài Hoài Nhượng Thiền Sư mới sanh ra được Mã Tổ Đạo Nhất, từ Mã Tổ mới sanh ra được Bá Trượng Thiền Sư, từ Bá Trượng Thiền Sư mới sinh ra được ngài Linh Hữu Thiền Sư. Ngài này đã sáng lập ra cái dòng quy ngưỡng, và từ Bá Trượng cũng đã sinh ra được cái ngài là Hy Dân Hoàng Bá, rồi Hoàng Bá Hy Dân lại có đệ tử là ngài Nghĩa Quyền Thiền Sư, và ngài Nghĩa Quyền Thiền Sư đã khai ra cái tổ Lâm Tế. Như vậy quý vị thấy rằng công đức của các chư thiền đức này rất là thắng diệu. Công án của thiền sư Bá Trượng đã được ghi vào Bích Nham Lục qua việc thưa hỏi của các đại chúng. Câu chuyện như sau, là có một vị tăng thưa hỏi thiền sư: "Thế nào là việc kỳ đặc?" Thì Bá Trượng thiền sư trả lời: "Ngồi một mình trên đảnh Đại Hùng." Bấy giờ thì ông tăng liền lễ lại và Bá Trượng liền quơ gậy đánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài Bá Trượng ngài trả lời một câu rất là hay. Nếu vị nào là những bậc mà tu thiền, quý vị nghe cái câu này quý vị liễu ngộ ngay ngay lập tức. Cái việc mà ở trên cõi đời này nó kỳ lạ nhất không phải là hú hú gió hay là làm mây hay là bay trên hư không, mà là cái việc mà mình phải thấy là được cái bản tâm của mình. Có nghĩa là ngồi một mình trên đảnh Đại Hùng mà phải thấy là được cái bổn tâm của mình. Cái việc đó mới là kỳ lạ. Chứ còn cái việc mà làm mà mọi người đều làm được thì nó không có gì kỳ lạ. Thì bây giờ ông tăng liền lễ lại và Bá Trượng liền quơ gậy đánh. Như vậy thì trong cái công án này, thầy muốn tất cả quý đại chúng tìm hiểu tại sao ông tăng lễ lại và Bá Trượng lại quơ gậy đánh. Cái sự lễ lại của ông tăng có đúng chỗ hay không, và ngài Bá Trượng đánh có đúng hay không. Ở chỗ này thầy cũng xin nhắc lại cho quý vị biết, trong thiền tông nói về gậy thì nó có 8 cái loại gậy, và trong đó có 2 loại gọi là, một cái loại gậy kêu là gậy phạt, là gậy đánh đó. Quý vị nói mà sai là cái gậy này thiền sư đánh quý vị ngay lập tức. Nhưng mà ngược lại cũng có cái gậy thưởng, quý vị nói đúng thì vị thiền sư cũng đánh cái gậy này cho quý vị. Thành ra giữa cái gậy phạt và cái gậy thưởng thì quý vị đại chúng nên tìm hiểu ông tăng này ông hưởng cái gậy phạt hay là gậy bị thưởng, được thưởng. Công án này thì ngài Bá Trượng thiền sư ngài đã phơi bày tất cả tâm thể với người học giả tăng sĩ thời bấy giờ. Hôm nay thì trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện, thầy mong rằng quý đại chúng tìm hiểu cái công án này. Nếu mà quý vị hiểu thì là quý vị cũng ăn một gậy, mà quý vị không hiểu thì quý vị cũng ăn một gậy. A Di Đà Phật. Nhưng mà ở đây thầy trình bày rồi đó,
quý vị hiểu quý vị